Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến chăn nuôi Bến Tre ha. Hôm nay lên ba được lỡ của chú anh chị, ba được lỡ nè ha. Tầm 7 tháng rồi, 7 tháng rưỡi của chú anh chị. Ba được ba bê lỡ nha, ba bê kem ha. Giờ mời cô chú xem nội dung hay cả nghỉ mua liên hệ nè. Giá ba con bò này anh này anh bán hết nghỉ nè, anh bán giá cực kỳ thương luôn nè. Cái nhà có con chị Ngọc Xuất ha, anh bán giá rẻ, cô chú nhìn đón xem mua nuôi. Con ba này nuôi không lời, nó không có ba nào nuôi lời của chúng vậy. Đây, trước mặt chúng ta ba được ba bê kem ha. Nè, con đầu tiên bự nhất là con này chiều cam đo là 1m25 nè, không sao ha. 1m25. Ba bò này heo ăn sát chân cắn là hoàn thiện hết, không có úp xe xuống lúng xuống luộc hết nè. Con đầu tiên bự nhất mà đầu trụ luôn nè chú chị. Ba bê nè không, mới móc ha. Đây. Xương khung xương to nè. Móng sò. Dàn xương của chú chị khỏi nói luôn. Đó. Chứ sao nè. Thấy không? Khung xương, dàn xương xấu, xương to, chân cẳng hoàn thiện, hổ bú. Ép xe xuống lúng xuống lụt gì hết nè. Con này chiều cam đo 1m25 bò hang đo không sao, hang đít nè. Đít lưng của chú chị thấy lưng như nó không? Nở ghê không? Đầu trụ nha. Đó, lưng da đít nở đầu trụ luôn nè. Xương sóc rồi khỏi chê ha. Con kế tiếp, con giữa này là baby kem bông nè. Đó, hai con bên đây là baby boy kem bông. Hai này thì con này chiều cao mét 2 nè cô chú anh chị, đo không sao mét 2. Ha, mấy bò lứa lỡ bò hết rồi. Chân cẳng móng sò đứng thẳng luôn nè cô chú anh chị. Chân sau ha, khung xương to. Đó. Chân trước nè, như vậy không? Đây. Đó. Con này hơi lú sần ha. Ba bò đực ha chú anh chị. Nè. Thấy không? Ba ăn được. Ba này nuôi dỗ béo thì coi khỏi chê luôn. Nè. Đó. Con kế tiếp bên đây. Con này chiều cam đo 1m19 bò. Thấp thân chích ha. Đó. Cũng xương sóc cô chú giờ thấy sợ nhận xương khỏi chê luôn. Nè. Thấy nhận xương đó không? Đây. Xương sao cũng đúng vậy. Chân cẳng đứng thẳng băng, hẳn cầm đứng thẳng, móng sò xuân khung xuân to ha, ba con nè. Đó. Đầu hai con đầu này lú sần, cái hai cái bông hơi lú sần ha. Đít nè. Hơi đít thùng thình không? Cô chú anh chị. Đít nó thùng thình không? Nè. Đó. Đây. Thì ba mò này anh chủ nhà anh bán giá là 50 triệu của chú chị. Giá cực kỳ phải không? Ba mò được nó giá 50 triệu của chú chị. Đó. Thì cô chú chị nào thấy ưng ý mua liên hệ ha. Nè, nãy em có thương lượng giá rồi thì 50 triệu ha chú chị. Giá là giá chốt không còn thương lượng nha. Mấy ba con bò chành nành nè, tính ra con bao nhiêu? 16 triệu mấy trăm ngàn con rồi chú chị. Đó. Xương cẳng, xương sóc con này cao nhất bự nhất nè. Mấy bò lứa bò hết đơn rồi. Mấy bò cô chú nuôi mau phao lên thịt lắm nè. Phát này nó lõi sẵn rồi ha. Nuôi mau lên. Ba con này chỉ có 50 triệu của chú chị. Đi đường nào đi đâu mua gặp ba con này nữa chú chị. Lâu lâu mới có cái một cái ngày hiếm như vậy của chú chị. Tại gia có người ta có công chuyện đột xuất ha. Nên bán hết ba con bò này nghỉ. Có chuyện ấy chuyện là chuyện gấp cần bán ha. Đó. Thì mong cô chú chị mình ở gần xa thấy ưng ý mua ba con bò đực này thì liên hệ bên em. Đây. Chân cẳng nè không? Chân cẳng đứng thẳng băng hết nè. Đít nè. Thấy chưa? Đó, hai con đít dai lưng rồi nè, đầy đặn hết chú chị, nở nang nè, thấy không? Đó, mang bò lứa 7 tháng, 7 tháng rưỡi hết rồi. Thì mong của chú chị ở gần xa, nãy nghỉ mua thì liên hệ. Nhắc lại chân cẳng đảm bao hết, không có tặc lỗi, không có bú, xe xuống đúng xuống luộc gì hết. Nha. Đó, ba con bò là anh chú nhà anh bán giá 50 triệu nè.
Giá rất là yêu thương ha. Ba con giá 50 triệu. Giá cực kỳ yêu thương. Đó, cho bà con chú mình nuôi về gỗ béo ha. Thịt. Ba bọn này nuôi thì thôi, sau này lên cái tạng dữ dằn luôn, với thịt lên thịt mau lên thôi nha chú chị. À, anh nói nè, mấy con bò này đang thay lông nè, lần hai. Cái lông quắn nó đang thay ra là nhuyễn lại nè chú chị. Thấy không? Nó đang lụng lông lông sữa ra hết lông mới nè. Đó. Đang lụng lông nè, lụng hết phân nửa người nè. Đó. Lụng hết là lông ra những nhừ nó da mỏng. Nó sẽ mau phát lên, hắn lột lớp da này nè. Đó. Thì đó giờ hình ảnh nó quay rồi nè. Cô chú chị mà thấy ưng ý mua thì liên hệ. Ba con ở 50 triệu à, trành bệnh. Nhắc lại con ma cao mét 25, con cao mét 19, con cao mét 2. Đi đâu đường nào mình mua con ba con bò này mà giá rẻ vậy cô chú chị. Thấy không? Giá cực kỳ mềm, cực kỳ yêu thương. Thấy chưa? Ba con trình bệnh vậy. Thấy chưa? Lưng dai rồi nở hết rồi. Rồi thì mong cô chú chị mình ở gần xa ưng ý mua liên hệ nha. Nói bò này tầm 7 tháng 7 rưỡi hết rồi. Coi đầu trụ nha. Thấy không? Lưng dai nè cô chú chị thấy không? Đó, giờ em nhắc lại ba con này giá là 50 triệu giá chốt ha. Nói thì cô chú chị ở gần xa ưng ý mua là liên hệ bên em. Thấy chưa? Trần bàn luôn nè. Đó. Chân cẳng nè đứng thẳng băng sò luôn. Đó, hệ thống hình nó quay sao ngoài thực tế vậy nghe. Không có phóng to thu nhỏ gì hết á. Con dao là thực tế ha chú anh chị. Bò em nè quay là có giá thực tế đó, thì cô chú thấy nghĩ mua thì liên hệ cho em ha. Rồi tiếp tục hình ảnh lên một cái siêu đen chú anh chị. Ăn cái siêu đen coi. Con này tầm 9 tháng bò ha chú chị. Đầu trụ sái đầu nghiêm chỉnh nha. Siêu mũ đen ha, sái lưng nè. Hoàn thiện ha chú chị. Cái đầu sái lưng nghiêm chỉnh luôn. Đó. Chân cẳng là không có bú áp xe xuống lúng xuống ruột gì hết. Phía trước nè. Nhìn xuống sống khỏi chơi, con này hơi thiếu lúng ha. Như sao? Đây. Có một cái siêu mũi đen tơ ha. Chân cẳng à. Móng vẫn đồ đít nè. Thấy chưa? Thằng bò này anh chú nhà bán giá là 17 triệu anh chú anh chị. Đó, thì cô chú chị ở gần xa muốn mua ưng ý mua thì liên hệ nha. Giá là 17 triệu ha. Hình ảnh thì chú anh chị thấy không? Đó, chân cẳng à. Chiều cao bò này em đo là 1m23 bò ha. 23 đít nè. Con siêu đen F1 nè, đít nè, bán đùi thấy không chú chị thấy không? Đó. Giá tiền 17 triệu, giá cực kỳ yêu thương ha. Con tầm 9 tháng bò. Giờ mời cô chú chị thêm nội dung đó thì ưng ý mua thì liên hệ với anh em ha. Đầu cổ này chứ cái gì. Thấy chưa? Bây giờ hình ảnh gửi rồi ha, thì cô chú chị thấy nghĩ mua thì liên hệ.